Cô chào các em. Trong thời gian gần đây, những hình ảnh về phòng chống đại dịch COVID-19 chắc là không xa lạ gì với các em. Vậy cơ quan nhà nước nào sẽ có trách nhiệm tuyên truyền để nhân dân ở các địa phương biết và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước? Cô mời các em đến với bài học ngày hôm nay. Chúng ta vào chủ đề số 10, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lý nhà nước. Chủ đề này các em đã học bài 17 ở tiết trước. Hôm nay chúng ta học bài 18, Bộ máy nhà nước cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn. Bài học sẽ bao gồm các đơn vị kiến thức như sau. 1 là mã tình huống, thông tin. 2 là mã nội dung bài học, bao gồm 1. Phân cấp Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, xã, phường, thị trấn. 2. Hội đồng Nhân dân. 3. Ủy ban Nhân dân. 4. Trách nhiệm của công dân. 5. La mã luyện tập. Ở phần 1 la mã tình huống thông tin, các em sẽ tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa trang 60 và 61. Ở phần 2 la mã nội dung bài học, mục số 1 phân cấp Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Ở trong bài số 17 tiết trước các em học, chúng ta đã nhắc đến. Đây là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở và hôm nay chúng ta đưa vào bài để mang tính hệ thống. Chúng ta tiếp tục qua phần 2, Hội đồng Nhân dân. Trên màn hình của các em là sơ đồ bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà các em đã học ở bài 17 tiết trước. Và các em thấy rằng trong bộ máy nhà nước ta sẽ bao gồm 4 cấp từ trung ương đến địa phương. Và có 4 loại cơ quan với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Trong 4 loại cơ quan này, chỉ có các cơ quan quyền lực đại diện cho nhân dân và các cơ quan hành chính nhà nước là có đủ ở cả 4 cấp. Trong đó, cấp thấp nhất là cấp xã, gồm có xã, phường, thị trấn và cấp cơ sở. Với 2 loại cơ quan là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Cũng với kiến thức bài 17 đã học, các em biết rằng nhân dân ở các xã, phường, thị trấn sẽ bầu ra Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn. Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn lại bầu ra Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Như vậy, Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn là do nhân dân xã, phường, thị trấn trực tiếp bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, bao gồm những người có tài, có đức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và các cơ quan nhà nước cấp trên. Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, các lĩnh vực khác nữa của địa phương. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Qua các thông tin đã tìm hiểu, các em có được kiến thức mục 2 Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân do nhân dân bầu ra, nhiệm vụ quyền hạn quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Các em tiếp tục qua mục 3, Ủy ban Nhân dân. Như vậy, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực quyết định kế hoạch phát triển ở địa phương. Còn Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thì có nhiệm vụ quyền hạn gì? Để hoạt động vì lợi ích của toàn thể nhân dân ở các địa phương. Cô mời các em đến với các thông tin và hình ảnh tiếp theo. Về lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, lập dự toán thu ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung, quản lý và sử dụng hợp lý có hiệu quả quỹ đất ở địa phương, xây dựng và quản lý các công trình công cộng phục vụ cho mọi người dân ở địa phương. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư, thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nông, lâm, ngư nghiệp, tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề, truyền thống. Cô giới thiệu với các em, ở quận Gò Vấp của chúng ta, có làng nghề đúc lư đồng có truyền thống từ hơn 200 năm nay, gọi là làng nghề Lư Đồng ở An Hội, phường 12.
Đồng thời, Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước, phòng, chống và khắc phục quả của thiên tai. Trong lĩnh vực xây dựng, quốc phòng, an ninh, Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà, quản lý hộ khẩu, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, tổ chức việc đăng ký tạm trú, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân để có lực lượng thường trực bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an, dân quân, dân phòng thường xuyên bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Về lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, Ủy ban Nhân dân cấp xã phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương qua các việc làm như vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục, có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, thực hiện chính sách khuyến học, khuyến tài, khen thưởng học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia, cấp quốc tế. Và các em cũng để ý, vào cuối năm học khi các trường tổ chức tổng kết, khen thưởng, sẽ đều có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân phường đến tham dự. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống các dịch bệnh. Và trong thời gian chúng ta đang phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân cấp xã đã tổ chức tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện đúng quy định pháp luật bằng rất nhiều hình thức. Chẳng hạn có những buổi tối các em có thể nghe xe phát thanh lưu động đi đến từng thôn cùng ngõ hẻm để tuyên truyền cho bà con nghe, biết, hiểu và thực hiện đúng. Bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương, như các em đã học ở bài số 15. Thực hiện chính sách, chế độ đối với những người và gia đình có công với đất nước, những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Và qua chương trình thời sự, qua các thông tin hàng ngày, các em cũng thấy là những người lao động bị thất nghiệp, những người bán vé số dạo mà đang gặp khó khăn trong thời điểm này đều được hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước ở địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân. Hàng tuần đều có ban lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của công dân để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân, đồng thời duy trì, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội trên địa bàn, địa phương. Qua những thông tin vừa tìm hiểu, các em có được kiến thức mục ba nhỏ Ủy ban Nhân dân. Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân bầu ra là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, là cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương. Qua kiến thức ở mục 2 và mục 3, các em đến với bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Về sự giống nhau, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn đều là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở. Về sự khác nhau, Hội đồng Nhân dân do nhân dân bầu ra quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Còn Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân bầu ra là cơ quan chấp hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, là cơ quan hành chính của nhà nước ở địa phương. Như vậy, các cơ quan nhà nước do dân bầu ra đã thể hiện các nhiệm vụ, quyền hạn vì lợi ích của nhân dân, thể hiện được bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Thế còn về phía công dân là những người làm chủ, cần phải có trách nhiệm gì đối với các cơ quan nhà nước? Các em sẽ tiếp tục tìm hiểu ở mục số 4, trách nhiệm của công dân. Công dân đã bầu ra cơ quan nhà nước, thì công dân phải tham gia quản lý nhà nước và xã hội qua việc tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước. Đó cũng là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân. Mỗi công dân phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước. Ví dụ như các việc làm, nam thanh niên đủ tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự để góp phần bảo vệ Tổ quốc.
mỗi một người dân góp phần giữ gìn trật tự, an ninh xã hội tại địa phương, giúp đỡ cơ quan nhà nước truy bắt tội phạm. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để xây dựng bộ máy nhà nước. Khi chúng ta tham gia giao thông thì thực hiện an toàn giao thông để kéo giảm tỷ lệ tai nạn ở địa phương. Mỗi một công dân đóng thuế để góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở đây cô có câu hỏi cho các em, đó là các em còn nhỏ thì có phải đóng thuế hay không? Có thể có bạn sẽ trả lời ngay, đó là các em còn nhỏ thì sẽ không phải đóng thuế. Vậy, suy nghĩ của các em đúng hay sai? Đến chương trình giáo dục công dân năm lớp 9 các em sẽ tìm hiểu nhé. Và mỗi một công dân cần phải bảo vệ môi trường sống ở địa phương, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị để xây dựng xã hội văn minh tiến bộ. Mỗi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật như các em đã được học trong chương trình giáo dục công dân lớp 6, lớp 7 và sẽ học ở các khối lớp tiếp theo. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền địa phương để duy trì xã hội văn minh, ổn định, tiến bộ, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Và đặc biệt trong thời gian này, nhân dân ở các địa phương trên cả nước nói chung, ở địa bàn quận Gò Vấp của chúng ta nói riêng, đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Các em thấy rằng đường phố vắng lặng hơn, các hàng quán ăn uống chỉ phục vụ mang đi, người dân ra đường luôn đeo khẩu trang, giãn khoảng cách trên 2 mét khi giao tiếp. Với sự đồng tâm, đồng thuận và đồng lòng này, chúng ta tin rằng nước Việt Nam sẽ nhanh lùi được dịch bệnh để trở về cuộc sống bình thường. Qua một số những việc làm trên, các em có được kiến thức mục 4 trách nhiệm của công dân. Tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật của chính quyền địa phương. Các em vừa tìm hiểu nội dung bài học và với những kiến thức này các em sẽ qua phần 3 La Mã luyện tập để chúng ta củng cố và mở rộng kiến thức. Các em sẽ làm bài tập sách giáo khoa trang 62, bài tập câu A. Em hãy kể một số việc mà gia đình em đã làm với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã, phường, thị trấn nơi em sống. Và qua kiến thức chúng ta tìm hiểu từ nãy giờ, các em sẽ tự trả lời câu hỏi này và viết vào vở. Qua câu B, theo em, những câu dưới đây, câu nào đúng? Câu thứ nhất, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn do nhân dân trực tiếp bầu ra. Câu thứ hai, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn do Hội đồng Nhân dân trực tiếp bầu ra. Thì đây là một câu trả lời rất là dễ khi mà các em đã theo dõi kiến thức bài học từ đầu tới giờ. Và các em cũng sẽ tự làm vào vở của mình nhé. Các em qua bài tập câu C. Các em sẽ đọc đề bài và suy nghĩ câu trả lời nhé. Sau đây, các em sẽ xem phần trả lời của mình có đúng với đáp án hay không. Những công việc mà chúng ta cần phải đến Ủy ban Nhân dân xã, đấy là đăng ký kết hôn, xin cấp giấy khai sinh, làm bản sao giấy khai sinh, xác nhận lý lịch. Những công việc chúng ta cần phải đến cơ quan công an, đó là đăng ký hộ khẩu, khai báo tạm trú, khai báo tạm vắng. Khi cần phải xác nhận bảng điểm học tập, chúng ta sẽ đến trường học nơi chúng ta đã học. Khi cần phải xin sổ khám bệnh thì sẽ đến trạm y tế hay là bệnh viện. Các em vừa tìm hiểu kiến thức bài số 18, bộ máy nhà nước các cơ sở. Và đây cũng là bài học cuối cùng trong chương trình giáo dục công dân lớp 7. Về phần hướng dẫn ở nhà, các em sẽ viết bài vào vở, học lý thuyết phần nội dung bài học. Và các em sẽ hoàn thành các bài tập, đồng thời hệ thống hóa lại kiến thức. Các em thân mến, tiết học đã kết thúc rồi. Cô chúc các em luôn mạnh khỏe, vui tươi, yêu đời, là con ngoan, trò giỏi trong gia đình và nhà trường. Cô chào tạm biệt các em.